Dạ con xin mến chào tất cả quý cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay thì vẫn tiếp tục một clip mới nữa, mời quý cô chú ghé lại vườn của anh Bình để mình xem một số cây mới của anh nữa ha. Đó thì trước mắt là một cái cây mai chú thủy của chú. Cái phong này anh có hai cây ha. Đây, hai cây phong cao rất là đẹp luôn đây. Dòng nuôi gò công nha chú. Cây này mấy cây này được nuôi khá lâu rồi ha. Đặc biệt cây này quái lắm nè chú, cái ngọn nó quái cực kỳ luôn. Và nếu mình không thích chơi dáng này cũng có thể có nhiều cái thế chơi khác nha. Này chẳng hạn như chơi cành rớt văn nhân cũng được nè, bỏ mấy tay cành này, nói chung là nhiều kiểu dáng để cho mình ngắm nghía nha. Đó thì con mời quý chú gặp lại anh Bình ha. Ngoài hai cây này ra cũng có số cây bonsai giá đẹp dễ chơi nha quý chú. Rồi em mến chào tất cả các bà con đang xem kênh, thì cũng tiếp tục clip mới hôm nay giao lưu bà con những cái cây bonsai nha. Bữa nay em có cặp mai chú thủy nuôi gò công tông cao nha bà con. Dạ. Rồi sam hạt gạo miệt quế, sam đau điểm nha, với một cây kim giòn, mấy kim giòn khá quái nha, sam 86 nữa, cũng đa dạng mặt hàng nha bà con. Thì bà con mình liên hệ mua cây qua số điện thoại là 0939442212 nha. Thêm mã đầu tiên là L1. L1 là một cây chú thủy nu gọt cọc, cây cực kỳ đẹp ha, cốt cành to, phơm tàn ấm mịn đó. Rồi cây này thì những cái mặt cắt nó đang kéo rất mạnh ha, kéo mít ở trên nha bà con. Đặc biệt cái ngọn quái anh ha. Dạ. Nu chiều cú. Cao của cây là 130. Đây tay cành nuôi lớn hết trơn. Tổng cái chiều ngang tán này là nó 109. Cây này lớn nha bà con, cao rất là cao nha. Thân thì nó nu nốt đây, đặc biệt cái cục quái này ha. Đây, từ ở trên đây mà bẻ cong xuống lọn xuống đây đưa ra cái chi cành gớt này ha. Làm rất là lâu mới được. Ủa cái này là của nó ở trên đây xuống đúng anh rồi, hả? Đúng rồi. Đó. Ở đây của chú lọn đây nè, đây nè, một vòng đây nè anh ha. Đúng một rồi. Một vòng đây nè. Dạ. Ngược qua đây. Đây anh quay giùm em qua đây cho chú. Đó. Đó. Cây quái nha bà con. Em tưởng đâu cái cành này nó riêng, còn cái thân này nó cuộn ở đâu đó, nhưng mà thật ra là cái này là nó cái cành này luôn đó hả? Đúng rồi, cành này. Đây là cành này nè. Đó. Xuống đây. Xuống đây ha. Dạ. Lọn quái của chú ơi. Rất đẹp luôn. Mặt cắt thì số điểm nó kéo bít hết trơn rồi. Cây này nuôi lâu. Cây này nuôi rất là lâu rồi nha bà con. Dạ. Đây, phần đế thì đế nhìn nó nôm đều hết nha. Đó. Đây. Dạ cây lắm rồi. Đây, có những cái đường này nó tát ra, nó cũng kéo bo lại nha bà con. Mà nó thành đá ha, rất là cứng rồi. Dạ, kéo lỗ luôn. Cây này tiền phí đi xa cao nha bà con. Đây, đây những cái vết này nó sành rồi nha bà con. Đó, thì bà con mình xem kỹ ha. Cái đường này nó nu ghê anh Bình ha. Đúng rồi, nó nu mà nó muốn chảy chì à. Nó nhăn nhăn da vậy đó. Rồi, chúng ta cái hoành ha. Chúng ta hoành ngay vị trí này đi. Là 32 gần 33 nha. Cái cục này ở đây là khoảng 48 nha bà con. Tổng cái đế này là nó 108. Đó, dạ. Thì cây này nằm cái chậu này chậu khoảng 50 nha. Đó. Khi đi thì em bó bầu nha bà con. Xếp chậu lại. Em xếp cây bó bầu lại ha. Cây này thì em giao lưu bà con có giá là 6 triệu em bao ship toàn quốc nha. Cây này 6 triệu thôi quý chú ơi. 6 triệu em bao ship toàn quốc cho mình. Toàn quốc luôn anh ha. Đúng. Cây này đóng cái kiện to đùng luôn. Đúng rồi. Vô mình chắc là chừng bự cái thùng mớp bự rồi. Cây ngọn nó quái luôn chú. Ngọn độc đáo ha. Cây này cốt chi rồi, hết dây rồi. Mình chân rồi. Quánh cái cành gớt đó không lực số chi nhìn cũng đẹp đó quý chú. Này có nhiều cách chơi nha bà con. Dạ. Nhiều dáng thế chơi lắm ha. Chơi văn nhân quái cành gớt. Đây. Rồi, mã số L1 nha. Dạ rồi, L1. Đây. L2. Mình cũng có một cái cây đây, L2. Cây cũng nu gọt công luôn. Nu gọt công. Cái này nu già, cực kỳ già nha bà con. Cây này cốt cạnh trên đây rất là đẹp, dàn cốt này nuôi lâu ha, nó to. Dạ. Rất là to rồi. Hết mặt cắt rồi. Cái này thì nó dáng siêu siêu anh ha. Đúng dán rồi, siêu. Dán siêu mà có cái cành gớt. Đây, dáng siêu tay cạnh đây. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 130. Đây, tán ngang gì? Em lấy từ đây qua đây nha. Là 96 nha bà con. Trầm tử dưới đây khá là duyên nha. Rất đẹp luôn. Dạ. Những cây này tông nó cao, có những cái cành gớt rồi mình chơi văn nhân rất đẹp nha. Bông thì nó full luôn. Cái này dòng này thì bông lên thường xuyên. Đó. Dạ. Dáng siêu siêu, nhìn cũng dễ thương nha quý chú. Đây, đây mặt bên đây nè nha bà con. Đó. Dạ. Cho bà con mình xem hai mặt ha, cho rõ. Hoành là 28 nha. Cái này thì liền lạc lành lặn nha. Tổng hoành đế là 77. Rất dạ. Là già, cây nu bú rất là to luôn. Cây này nhỏ mà cái cục nu này cũng nói to to không ha quý chú. Cây này thì em giao lưu bà con có giá là 4,5 triệu nha, em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Đây đây đây, anh giữ vị trí đó giùm em anh. Rồi. Cái cốt cành nào chú, quá đẹp luôn, cốt nè. 4,5 triệu nha bà con. Mặt cắt không còn.
cắt không cò ha. Cái này dán lạ ha, mới quái. 4,5 triệu thôi anh hả? 4,5 triệu em bao. Phí ship cho cây này không chắc cũng khá chịu anh Bình. Cái này em bỏ chậu lên nha bà con. Quá xá. Cái chậu này thì nó cao, cái chậu nó bị nó nứt, nó găng nứt rồi. Cái chậu này nó lỗi lỗi này để đựng cây nó găng nứt rồi nha bà con. Em bỏ chậu lại nha. 4,5 triệu thôi quý chú ơi. Trên cặp luôn quý chú ơi, về hai cây tông cao rồi, nhìn. Tiếp theo là dòng Linh Sam hạt gạo. Okay. Nha bà con. À, dòng này thì cái mà lưu ý giùm em, khi nhận cây thì bà con ngâm nước nó cỡ một buổi trời cũng được. Tại vì nó đi tới nơi nó sẽ đỏ lá, nó đỏ gực lá lên luôn, có khi nó rụng trụi lá luôn. Thì bà con mình ngâm nước để ngoài nắng, tưới đầy đủ nước hàng ngày, nó sẽ lên đọt lên hoa luôn nha. Yeah. Chiều cao cây là 38, chiều dài tán này là 48 nha. Cây này dáng thế rất là đẹp nha bà con. Mã số L3 nha. Đây. Thì mình xài lâu một thời gian á, cây này bà con cứ việc tỉa những cái nhánh ở trong đây, nó phân nhánh mình tỉa cho nó thoáng cây nha. Dòng này thì hơi chăm hơi kỹ hơn những cái dòng kia một tí. Hoành vị trí là 16, hoành cũ ha. Hoành thân đây khoảng 14 nha bà con. Tổng hoành đế này 29. Thì cái này em giao lưu bà con giá là 650.000, em bao ship toàn quốc nha. Sam hạt gạo ha, phơm tàn tròn, dáng thế đẹp nha. Em còn một vài cây nữa cũng hết rồi nha bà con. 650 thôi anh ha. 650 em bao ship. Rồi, đợi cây. Tiếp theo mã L4, cây này cũng đồng giá là 650 luôn. Rồi. Chiều cao của cây là 56, chiều dài tán này 44 nha. Cây này cái đường thân rất là quái đẹp nha. Lưu ý giùm, cây đi đỏ, đỏ lá, rụng lá bình thường nha bà con, 12 và 13 nha. Ở quanh cũ dưới đây 33. 650 em bao ship toàn quốc nha. Tán dù tròn xe ha. Cái này thì chi xương tự nhiên nha bà con. Dạ, nhưng mà nhìn nó lắc lượng rất là đẹp luôn. Giống như là mình sửa nó vậy đó. Thì dòng này bà con cứ gì mình chơi thời gian mình cool cho sát. Cool cho sát để ngoài nắng thì nó sẽ lên tược lên hoa. Rất là dễ để hoa, hoa rất đẹp rất gọn luôn. Mã số L4 nha. Tiếp theo L5. L5 thì cây này em giao lưu bà con giá là 550.000, khi đi thì em rút bầu em đi nha. Bỏ bầu đi nha. Cao là 33, tán ngang này là 42. Cây này hai thân, rất đẹp nha. Ra tổng hoành hai thân báo đi, tổng hoành hai thân đây là khoảng 17 nha. Đế thì đều đẹp, nguyên một bộ đế rất là nôm lên đẹp nha. Cái này em giao lưu bà con giá chỉ 500, em bao ship toàn quốc, mã số L5 nha, bỏ bầu cho đi nha bà con. Rồi, đỡ cây. Yeah. Tiếp theo L6 đây. Cây này dáng thế đẹp nha bà con. Rất là đẹp luôn. Chiều cao của cây 28, chiều dài tán này là 33. Hoành vị trí này là 13. Hoành cũ này là 19 gần 20 nha. Cái này giao lưu với bà con có giá là 450, em bao ship toàn quốc nha. 450.000, mã số L6 nha. Dạ. 450. 3 tay. Tiếp theo L7. Cây này thì bà con về có thể mình chỉnh sửa lại giùm em ha. Cái tiểu cảnh này, cái đá này nó có thể đi tới nơi nó gớt nha bà con. Thì em thông báo trước nha, nó không được chắc chắn quá. Cây rồi. Này là cây duyên tùng nha bà con. Chiều cao của cây là 45. Cái này là cái xi măng mà anh chứ đâu phải là. Chiều dài là 30. Cái này xi măng. Thân khoảng chân cái em nha. Cây duyên tùng này thì em giao lưu bà con luôn chậu này. Có giá là 700.000, em bao ship nha. 700. Dạ. Duyên mình, tùng. Đúng rồi, duyên tùng. Nếu như em bỏ cái xi măng ra mình chơi cây dáng dân nhân cũng rất là đẹp nha bà con. Dạ. Con em biết đi cho em quắn cho kỹ là nó có gớt gao này nè. Đã lưu ý giùm em nha. Xin thấy nó nứt nó trời. Mã L7 nha bà con. Rồi, đổi cây. Rồi, L8. L8 là một cây nu đột biến nha. Tông cao, cái này còn làm cái cành ở dưới đanh cành tử cái nó gòn nha bà con. Chiều cao cây là 78. Đây, cái tán nó ngang đây nè, nó 22 nha. Mini nha. Mini mà quá cao rồi. Quanh thân đây là 9 gần 10 nha. Thì cây này không có chậu nha. Em bỏ bầu cho đi, em giao lưu với con giá chỉ là 500.000, em bao ship toàn quốc cho mình nha. 500.000. Em bỏ bầu cho đi nha bà con. Nu đột biến nha, dòng này thì hoa lên rất là thường xuyên, hoa chùm rất là thơm nha. Dạ. Rất là xinh xắn nha. Mã số là 8 nha. 500 thôi ha. Dạ, rồi đỡ cây. Dạ rồi. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là một cây kim giòn nha bà con. Cây này thì không có gì ngoài già ha, không còn mặt cắt nào hết trơn nha. Nó lên chì hết trơn rồi. Chiều cao của cây là 22, chiều dài tán này
là 29. Hoành vị trí này là 20. Tổng hoành đế này, tổng hoành đế khoảng 33. Đây bà con mình xem cái dàn xương ở đây. À, rất là to luôn. Nuôi rất lâu rồi. Cái này em giao lưu bà con giá là 900 ngàn em bao ship toàn quốc nha. 900 ngàn một cây kim giòn. Dòng này thì lặt lá ăn cái dàn xương cực kỳ đẹp luôn. Rồi, đổi cây. Dạ. Rồi, tiếp theo. Đây, em lặt lá ăn cây ha. Nguyên một cục đẹp nha bà con. Cái này quá nha. Kim giòn luôn anh hả? Kim giòn cái chung lô đó đó. À. Chiều cao cây. Chiều cao cây là 19 nha. Tán ngang như vậy. Đó là 19 luôn. Cây này độc đáo lắm nha quý cô chú. Một cái bệ một cục. Cái cục đặt này là 34 cái cục đặt dưới đây ha. Mặt cắt kéo bích. Ở đây thì nó 45. Đây mặt cắt đây còn tí xíu nè. Dạ. Yeah. Mặt cắt trên đây thì mặt cắt này nó quá lớn còn tí xíu à. Đây, ở trên đây thì nó liền hết rồi. Đó. Rồi. Cái dàn xương cũng dày vậy anh ha. Dàn nguyên cái cục này độc đáo lắm chú. Cục này thì em giao lúa bà con giá là 1 triệu 2 bao ship toàn quốc nha. 1 triệu 2 ha. À. Luôn chậu luôn anh ha. Luôn chậu luôn. Chậu luôn. Đây. Mã số là 10 nha bà con. Rất là đẹp. Là 11 là cây nguyệt quế. Ở nguyệt quế này á là nó bị lũa nha bà con. À, giá rất hữu nghị luôn, 600 ngàn cây quá to và già rất là lũa mà nó sành lâu lắm rồi anh Bình. Cái này nó sành rất là cứng rồi. Này mình chơi nghệ thuật về mình tạo lũa ha. À, ghép lũa vô nhìn rất là đẹp luôn. Cây mình có giá trị lên luôn đó. Chiều cao này là 39 nha, tán ngang như vậy là 40. Cây này thì không còn dây kẽm nữa nha. Về lọc tay cành làm lại cây bonsai các bạn. 28 nha là hoành. Cây này cái củ đẹp quá. Hoành cũ ở dưới đây là 346. Đây đầy đủ chi cành hết trơn nè. Tại vì nó đâm chèo nhiều quá, mình thấy nó sùm chứ đầy đủ hết trơn luôn chi cành. Rồi mình xem nhận đế nó nè, rất đẹp luôn nha. Yeah. Thân đế đẹp. À, cái này thêm giao lưu con giá 600 em bao ship cho bà con mình toàn quốc luôn ha. Mã là 11 nha bà con. Rồi đổi cây. 600 thôi. Là 12. Cây này 400 nha. Dạ. Yeah. Cái này đau điểm anh hả? Đau điểm. Đó, cái này rất đẹp luôn. Đau điểm. Cái này thì bà con về dằn lại nước dây nữa là cực kỳ đẹp luôn. Yeah. Mã số là 12. Chiều cao cây là 25, chiều dài tán này là 33. Hoành vị trí này là 16 nha. Cái củ dưới đây 24, dán trực mặt ha. Làm rất đẹp thì cái chi này dư chi à, bà con về lọc chi ha, làm chi lại ha. Điểm dây thêm cho ấm mỉnh lên, tược lên bông cây này nhìn đẹp, rất đẹp luôn nha. Ép vô chậu nhỏ cây này. Quá trời nụ anh ha. Này nó là siêu nụ luôn rồi. Là 12 nha, 400. Ở là 13 cũng đồng giá 400 luôn, cây dáng trực nha. Ở phơm tàn thì nó đầy nó dư luôn. Vậy bà con có thể mình chỉnh sửa theo cái dáng thế của nó ha, theo ý thích của mình. Đó, 400 ngàn luôn. Chiều cao cây đó là 45, tán ngang này là 53. Cây rất là to nha bà con. Hoành như vậy là 22 nha. Dạ. Ở củ đế nở đẹp ha. Đây, thân trực ha. Ưu điểm. À, sam đao điểm ha. Dòng này bông lên rất là thường xuyên. 400 bao ship. Rồi đỡ cây. Rồi cái này cũng đồng giá 400 luôn. Ở dáng trực nữa luôn nha. Rồi con lấy một cặp vừa rồi, cây vừa rồi, cây này em tính 700 nha. Cao gì là 46. Tán ngang như vậy. Đó là 46 luôn. À, hoành vị trí này là 18 nha. Những cây dáng trực này á mình về mình chỉnh sửa theo đúng form á. À, dáng lạ lại ha. Rất là đẹp luôn nha bà. Cây này cũ đế nở được cái nó già quá già. 400 ngàn. Ở mã số là 14 nha. Dạ. Rồi ok. L15 cũng đồng giá là 400 luôn. Đó. Đau điểm. Rộng này đẹp nha bà con. À, đau điểm bông nó tím đậm anh ha, giống dạ, như tím than. Chiều cao 40, chiều dài tán này đó là khoảng 50. Hoành này là 22. Đó, 400 ngàn bao ship. Về mình có thể mình bẻ dáng nhân nhân lại nha bà con. Này còn bẻ được nha. Dạ. Vô bông, dây dày bẻ tím được. Đậm đẹp lắm quý vị. Mã số là 15. Rồi, đợi khách. 15. L16. L16 là một cây sam trái nha, sam trái sầu, phơm tàn ấm mình, cốt cành già đẹp nha bà con. Chiều cao cây là 31, chiều dài tán này đó là 49 nha. Cái này hoành em đo sát cổ đế này đi ha, cổ rễ này là 14 nha. Đó, đây vị trí này là 28, cái này em giao lưu bà con ở luôn chậu này. Giá 800 em bao ship toàn quốc nha bà con. Cây làm cái tiết khá quá đẹp. Cây này mà đẹp. Chỉ 800 thôi anh hả? 800 ngàn, cây rất là già luôn. Đó, mã số 800 thôi quý chú ơi, cây này đẹp lắm nha. Cây này đẹp nha bà con, thân xù xì luôn lúc. Đây, là 17. À, là 17 này thì một cụm linh sam 86 này nuôi rất là già lâu. Mịn tàn rất là mịn mini nha bà con. Này mà vô chậu đẹp cái nhìn cái cực kỳ mê luôn ha. Lên bông cái nữa ha.
Nó cao chỉ có 13 thôi à. Và cái bán ngang vị trí này nó 22. Nè em đọc tổng hình cộng đi. Dạ. Nó giống như cái dáng làng á cô chú. Tổng hình cộng nó 28 rồi. Cốt cành nó lớn hết trơn rồi nha. Cốt to rất là to luôn rồi. Cốt cành mịn to hết rồi cô chú. Đi vô chậu đẹp lên cái là nhìn rất là đẹp mê luôn. Đó, cái này giá chỉ 350 nha bà con. Cái gì anh? 350 thôi anh hả? Để anh... lô này số lượng nha, không có số lượng nha. Dạ, 350. Sao 70 cây nữa. Dễ thương quá. Rồi, cái này cũng đồng giá là 350 luôn. Đây. Đó, mình thích chơi dòng mini lấy dòng này ha. Ép chậu cạn anh mình ha. Đúng chậu rồi, tròn cạn để lên đẹp lắm. Cao, đó là 12. Chiều dài tán này 20. Nuôi mấy cây này thấy dễ cực hơn mấy cây lớn nữa. Lâu, năm mấy rồi. Năm mấy gần 2 năm rồi đó. 16. Dạ. À, cái này thì cũng giá vậy luôn, 350 ngàn, bao ship. Chi cành lớn hết rồi ha. Chi cành to hết trơn rồi, mịn tàn hết trơn rồi. Này làm chi tiết luôn, những chi nhỏ này vô dây hết luôn. Dạ. Đây nè, con nữa đó. Rồi. Rồi, mã L18. 350. Tiếp theo L19. L19 là một cây sam. À, song hình cây cực kỳ già luôn nha. Dạng ba form mịn nha. Đây, tiền cây nha mọi con. Dạ. Chiều cao của cây là 35, chiều dài tán này là 56 ha. Đó, co rất là quái luôn nha. Đây, mặt sau đây ha. Rồi mình sẽ mặt sau cái đường thân ở đây. Rất là quái luôn. Rồi. Cực kỳ già. Giá cũng dễ chơi anh ha. Giá dễ chơi, 18 của anh. Cái này em giao lưu bà con giá 750 em bao ship toàn quốc nha. 750 ngàn. Cốt cành to, già nha bà con. Ở mã số L19. Rồi, ok. L20 700.000 nha. Dạ, 700. Nó được cây quá già quá đẹp. Cao, cao là 22. Tổng chiều dài tán này khoảng 54 nha bà con. À, dòng này thì bà con mình bỏ nước, ngắt nước cho nó mà xuống lá lên bông nha. Đây, cái đường thân nó co nè. Dạ rồi. Cây này chi cành cũng lớn hết rồi. Hoành là 16 ha. Cũ đây là 28. Cây rất đẹp luôn. 700 bao ship toàn quốc nha, mã số L20 nha bà con. Cho mượn cái này. Cây này gặt xuống thành cái dáng đổ luôn á. Đúng rồi. Trồng thành cái dáng đổ này đẹp luôn nè quý chú. Đổ chi cành nó đều rang luôn nè. Đó. Dạ. Rồi. Đổ giúp em luôn. Rồi, 21. Đây là 21. Đẹp cực kỳ luôn. 21. Mấy cây sam này già quá già. Chiều cao cây là 38, chiều dài tán 50. Quanh vị trí này là 17 nha. À, cây này giao lưu bà con giá là 650, bao ship toàn quốc nha. 650.000 nha bà con. Đây, dạng xương đây, dạng thân đây. Dạ. Quá già, nứt già luôn nha. Song hình nha bà con. 650, em bao ship, mã số L21 nha. Rồi, ok. Dạ. L22 là một cây me nha. Cây me này em giao lưu bà con giá là 1.200.000, bao ship toàn quốc nha. Cây này con cái là cực kỳ già nha bà con. Tông cao ha. Cao gì? Nó là 66, tán ngang này 55. Hoành vị trí này là 20 nha. Đây. Cái này dáng cũng rất là có duyên nha bà con. Đó, nhìn khá là có duyên, dáng trực nha, trực lắc lắc. Đó, cái này em giao lưu bà con giá chỉ 1.200.000, bao ship toàn quốc. Cái này cũng là cây cuối clip nha bà con. Dạ, cuối clip luôn anh Bình ha. Dạ đúng rồi. Thì cuối clip Thanh Bình cũng xin chào, chân thành cảm ơn bà con trong suốt thời gian qua đã ủng hộ. Rất mong được sự ủng hộ những clip kế tiếp, chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, hôm nay cũng có rất là nhiều cây đẹp ha chú. Cũng mong cô chú xem yêu mến ủng hộ cho anh Bình ha. Con xin chào cô chú. Và hẹn gặp lại cô chú những clip tiếp theo.